Học sinh Việt Nam. Học sinh Nhật Bản. Em thấy học sinh Nhật Bản có đồng phục rất đẹp. Đồng phục của Việt Nam cũng đẹp, nhưng mà không đẹp bằng. Nhưng mà đồng phục của Việt Nam thì em thấy nó khá là thoải mái. Chân mà có lông mà cũng ngại. May là em không phải mặc áo dài. Em thích áo dài, nhưng mà mặc thì nó hơi bí, kiểu nó hơi cử động hơi. Ở Việt Nam thì mặc như này và necktie. Ừ, đúng rồi, necktie. À, cây nhân đỏ. À, cái đấy thì chỉ học sinh cấp 1 với cấp 2 đeo thôi. Đấy, cấp 3 thì không đeo nữa. Thế hả? Cấp 3 thì mặc như nào em không biết ạ. Cấp 3 thì mỗi trường sẽ có, mỗi khu vực sẽ có những cái loại đồng phục khác nhau. Nhưng mà thường thì sẽ là áo trắng, áo sơ mi trắng. Đơn giản. Ừ, đơn giản. À, cấp 3 thì có blazer mặc vào nhau. À, còn áo khoác. Ừ. Nếu mùa hè thì nước người ta kể. Mùa đông có cả cái áo ghi lê, áo len. À, vest mình tay. À, vest. Vest. Là tùy người, nếu muốn mặc thì mặc. Nhưng mà không muốn mặc thì không cần mặc. Vệ sinh á. Trường em thì từ 8 rưỡi ạ. Thích nhỏ. Ở Việt Nam thì ngày xưa em đi học toàn phải đi từ tầm 6 rưỡi 7 giờ. 6 rưỡi? 6 giờ 6 rưỡi là phải bắt đầu từ 6 rưỡi. Đúng rồi. Hình như là đợt đấy em hay ngủ dậy lúc 5 rưỡi. Sáng tự dậy nấu ăn, tự ăn mì tôm, tự mua bánh mì ăn. Thế à? Còn từ nhà em đến trường em thì xa nên em dậy sớm. Em dậy 6 giờ. À không nhỉ, 7 giờ. Nhưng mà ăn sáng gì nhỉ? Không phải là mẹ thường nấu. À mẹ không làm bento. Không không đâu, bởi vì trường em có shokudo là nhà ăn à? À. Nhà ăn. Nên là bình thường em không ăn sáng, đi học rồi mua để ăn. Có nhiều gì này? Bánh mì tất cả. Nhiều, nhiều rồi. Ngày xưa em đi xe đạp đi học. Xe đạp à? Vâng. Em đạp xe 10 cây số đi học. Xa. Chắc người Nhật không hay tính cây đúng không? Đúng. Người Nhật thường sẽ tính phút di chuyển. Đúng rồi, đúng rồi. Em đi tàu thì mất 1 tiếng. Xa. Đúng rồi. Rất xa. Mà giờ đấy sẽ rất đông người đúng không? Đúng rồi. Giờ cao điểm. Ừ. Có nhiều lần rồi. 2 cây 遅れたら 1 cây 欠席したのと同じ. Ừ. Để 欠席いっぱいすると卒業できない. Ồ, 厳しい. Trường em thì không được đi xe máy, đi xe đạp, chỉ đi bộ hoặc là đi tàu thôi. À, và đi xe buýt. Không được đi xe đạp. Đúng rồi, không được. Nếu xin phép thì được, nhưng mà bình thường không được. Ồ, nhưng mà trong phim chị thấy người ta vẫn đi. À, nhưng mà trường đi em ạ. À, vâng, trường em. À, chắc trường em trong nội đô. Trong thành phố ạ? À, đúng rồi. Và 私立. Ừ. Đặc biệt là, tất cả lưu lưu là chút tù kì bì xì gặp tà. Và tất cả các cô tốt cử nhỉ. Kì bì xì. Từ 8 rưỡi buổi sáng thì 4 môn thôi. À, nó 1 giờ học của bọn em là bao nhiêu phút? 50 phút ạ. 50 phút. Và Việt Nam là 45 phút nhỉ? À. Nghỉ giải lao là 15 phút. Khoảng 5 phút đến 15 à. Phút. Trường em thì sao? Trường em thì học 50 phút. Ừ. Rồi giải lao là 10 phút thôi ạ. Vâng. Nhưng mà nghỉ trưa thì 1 tiếng, khoảng 1 tiếng. Ừ. 5 giờ hoặc là... Ừ, 5 giờ. Vâng, 5 giờ. Ở nhà thì em cậu đi cậu là bố. Ừ. Nên là về 9 giờ, 10 giờ. 10 giờ tối. Đợt lớp 12 thì em học buổi chiều xong rồi tối em lại phải đi học tiếp. Sự ngôi bên kêu してますね. そうです。みんなそうです. Cấp 2 thì em không học thêm gì hết, em học chính xong rồi em về nhà thôi. Không chơi, phải làm việc chứ ạ.
làm việc giúp gia đình ạ. Hồi cấp 3 em cũng không ngủ trưa. Tại vì trường em là học vào học từ hình như là 1 giờ kém thì phải. Lúc bố mẹ ngủ trưa thì mình trốn ra chơi với bạn. Thế tức là nếu ngủ trưa thì bị đánh à? Không, nếu không ngủ trưa thì bị... Thật á? Ôi giời ơi. Ở Nhật Bản thì mọi người đi ăn xong chơi, đi chơi ở ngoài, đi đá bốn, đi đá bóng. Nhưng mà em nghĩ là nếu ngủ trưa thì cảm thấy mệt một hai tháng rồi. Mệt một lúc thôi nhưng mà sau đấy thì sẽ rất là chắc không. Nope. Từ 12 tuổi. Lúc ở Nhật là vẫn Shogakko 6年生. Yêu 2 năm. Không, nhưng mà không đi đâu chơi. Không nói chuyện, không gặp nhau. Thật dù chỉ mail. Ít ạ. Cấp 1 thì nhiều, nhưng mà cấp 2, cấp 3 thì ít hơn. Nhưng mà nghỉ hè thì nhiều. Bên Nhật có kiểm tra đầu giờ không? Kiểu gọi số bất gọi một học học sinh bất kỳ xong rồi lên kiểm tra bài cũ. Này. なるほど。する。授業によるかもしれない。そういう先生もいるけど、普段はないですね。それはすごい。みんなドキドキしますね。全員、その先生全員がそういう感じで当てるんですか？大体そうですね。へぇー。Nếu không trả lời được thì sao? Thì bị không điểm. Bị không điểm là sẽ thành tích rất là được cái này. Quá!それはないですね、絶対。それ日本にはない。それはベトナム人の悪夢です。学校はちょっと待って、食堂ないってことですか？うちの園内そうで空港。今どういう中学？本当に中学。この日体中なお。学校ボイル？うん。ちゃんか？うん。ない学校はないですね。羨ましい。確かに。やっぱり何て言うか？顔に合うか？そういう授業が、クールっていう授業があります。全然違うってことが分かったんで、すごい面白いなと思いました。私は結構好きですけどね、ベトナムの文化も。そう。まあ、さっきも言ったように、いいところも悪いところもあるんで、まあ、どっちもどっちだなっていう感じです。như thế này không phải là để so sánh bên nào tốt hơn, bên nào không tốt hơn, mà là để hiểu nhau, là để văn hóa. Để trao đổi văn hóa để hiểu nhau hơn thôi. はい、ということで、日本とベトナムの学校の違いについてでした。他にも何か知ってる文化の違いとかがあればコメントで教えてください。またいいねもお願いします。バイバーイ。